Chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của thầy An. Today we continue Unit 7 Things Student Book Island Smart Work A. Hôm nay chúng ta tiếp tục Unit 7 chủ đề thanh thiếu niên của sách học sinh tiếng Anh 8 Island Smart Work. Okay. In this lesson, can you talk about problems teens have where you live? Can you write a passage about a problem teenagers have? Ở bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nói về những vấn đề mà ở lứa tuổi thanh thiếu niên gặp phải ở nơi bạn đang sống. Rồi gì nữa, viết một đoạn văn về những vấn đề mà các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên gặp phải. Writing skill, writing a problem and solution passage. À, trong phần kỹ năng viết thì chúng ta sẽ viết một đoạn văn đưa ra những cái vấn đề xảy ra và giải pháp khắc phục, right? Now, before getting started, let's see some new words. Trước khi chúng ta đi vào bài, chúng ta sẽ cùng nhau đi sơ qua một số từ vựng của bài học ngày hôm nay nhé. Here we have problem, vấn đề, stressed, tính từ sự căng thẳng, attend, động từ tham dự, fit, tính từ mạnh khỏe, extra, tính từ thêm, focus, động từ tập trung, reduce, giảm, solve, động từ giải quyết. Alright, good. And now, have a look at the picture. Have a look at this picture and tell me what problems do you think the picture are about? What all the problems do many teenagers have? Hãy nhìn vào các bức tranh và các bạn hãy cho biết là bạn nghĩ trong những bức tranh này có vấn đề gì đang xảy ra. Và những cái bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì còn gặp những cái vấn đề nào khác hay là không? Alright. So now, for the first one, what problem do you think this picture is about? Ở bức tranh này các bạn hãy cho biết là điều gì đang xảy ra ở bức tranh này? They don't have much free time for relaxing or communicating with others, right? Họ không có nhiều thời gian rỗi để mà giải trí cũng như là giao tiếp với những người khác. Or, how about this picture? They don't have enough time for sleeping or entertainment. Họ không có đủ thời gian để ngủ cũng như là giải trí. Right? The first part reading. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần đầu tiên, phần reading, phần đọc. I read Alice's passage about stress. What is the main cause of stress for teens? Hãy đọc một cái đoạn văn của bạn Alice nói về sự căng thẳng. Nguyên nhân chính cho việc căng thẳng ở lứa tuổi thanh thiếu niên ở đây là gì? Number one, relationship, về mối quan hệ. Number two, school, trường học, học hành, vấn đề học hành. Number three, family, về vấn đề gia đình. Okay, so which one? Okay, now let's read. The teen stress problem. Đây là gì nhỉ? Đây là một cái bài viết nói về sự căng thẳng đối với lứa tuổi thanh thiếu niên. Bài viết được viết bởi Alex Cooper. Okay. Bài viết được viết bởi Alex Cooper. These days, many teenagers feel stress. Ngày nay thì những các bạn thanh thiếu niên cảm thấy căng thẳng. At school, they have a lot of things to study and they often have tests. Ở trường học thì họ có nhiều thứ để học và họ thường có những cái bài kiểm tra. Many students attend extra classes after school too. Và nhiều bạn học sinh thì tham gia vào những lớp học thêm sau lớp học ở trường nữa. When they get home, they have lots of homework to do. Và khi về nhà thì họ có nhiều bài tập để làm. When they finish their homework, they have to help their parents with chores. Và khi hoàn thành xong bài tập về nhà thì họ phải giúp ba mẹ công việc nhà. This means that many young people don't have much time to relax, so they find it difficult to sleep or focus on their schoolwork. Điều này có nghĩa rằng là nhiều bạn trẻ không có nhiều thời gian để mà nghỉ ngơi. Vì thế là họ gặp khó khăn trong vấn đề giấc ngủ và trong vấn đề là tập trung vào bài học ở trường. I had some ideas about how to help teenagers with this problem. Tôi có một vài ý tưởng
về việc là giúp cho các bạn thanh thiếu niên giải quyết được cái vấn đề này. I think that school should have yoga classes because yoga can help to reduce stress. Tôi nghĩ rằng là trường học nên có những tiết học yoga bởi vì là yoga có thể giúp giảm sự căng thẳng. I also think that parents should give their children some time to relax after school. Tôi cũng nghĩ rằng là ba mẹ nên cho con của họ có thời gian nghỉ ngơi sau giờ học ở trường. I really believe that if more young people do yoga and relax, they will be less stressed. Và tôi rất là tin rằng là nếu càng có nhiều bạn tập yoga và giải trí thì họ sẽ ít bị căng thẳng hơn. Alright. So what is the main cause of stress for teens? Như vậy nguyên nhân chính vì cái sự căng thẳng đối với lứa tuổi thanh thiếu niên ở đây là gì? Vì vấn đề về mối quan hệ, vì trường học, việc học ở trường hay là vì gia đình? School. Vấn đề về việc học ở trường, right? Okay. Good. Now B, read and answer the question. Ở phần B, chúng ta hãy đọc và trả lời câu hỏi. Number one, what do many students attend after school? Nhiều bạn học sinh tham gia cái gì sau giờ học ở trường? Extra classes. Tham gia vào lớp học thêm sau giờ học ở trường. Okay. Good. Number two, what do students have to do after they finish their homework? Các bạn học sinh thường phải làm gì sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà? They have to help their parents with chores. Họ phải giúp ba mẹ làm công việc nhà. Chores. Chores. Công việc nhà. When they finish their homework, they have to help their parents with chores. Okay? Number three, what does the writer say about the effects of not having time to relax? What does the writer say about the effects of not having time to relax? Tác giả nói rằng là hậu quả của việc không có thời gian thư giãn ở đây là gì? Hậu quả của việc là không có thời gian thư giãn ở đây là gì nhỉ? It's difficult to sleep or focus on schoolwork. Nếu mà hậu quả của việc không có thời gian nghỉ ngơi là sẽ gặp khó khăn về vấn đề trong giấc ngủ và tập trung vào việc học ở trường, right? And many young people don't have much time to relax, so they find it difficult to sleep or focus on their schoolwork. Alright? Now, number four, what kind of classes that the writer thinks school should have? Tác giả nghĩ trường học nên có lớp học gì? Yoga. Okay. I think that schools should have yoga classes because yoga can help to reduce stress. Tác giả nghĩ rằng là gì? Trường học nên có những tiết học yoga bởi vì là yoga có thể giúp giảm sự căng thẳng. Number five, what does the writer say that parents should give their children? Tác giả nói rằng là ba mẹ nên cho trẻ cái gì? Relax. Okay, time to relax. Okay, tác giả nói rằng là ba mẹ nên cho con của họ có thời gian để mà thư giãn, right? I also think that parents should give their children some time to relax after school. Tôi cũng nghĩ rằng là ba mẹ nên cho con cái của họ thời gian thư giãn sau giờ học ở trường. Okay? Good. Now, listen and read. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nghe và đọc lại bài viết này nhé. The Teen Stress Problem by Alex Cooper. These days, many teenagers feel stressed. At school, they have a lot of things to study, and they often have tests. Many students attend extra classes after school too. When they get home, they have lots of homework to do. When they finish their homework, they have to help their parents with chores. This means that many young people don't have much time to relax, so they find it difficult to sleep or focus on their schoolwork. I have some ideas about how to help teenagers with this problem. I think that schools should have yoga classes
because yoga can help to reduce stress. I also think that parents should give their children some time to relax after school. I really believe that if more young people do yoga and relax, they will be less stressed. Okay, now D, work in pair. Do you think the writer's ideas are good? Why or why not? Bạn nghĩ ý tưởng của tác giả, ý kiến của tác giả thì là đúng hay là bạn nghĩ ý kiến trên của tác giả là tốt hay là không tốt và nêu lý do tại sao? Okay. For example, I think doing yoga is a good idea because it's good for our mind and body, right? Tôi nghĩ tập yoga là một ý tưởng tuyệt bởi vì là nó tốt cho cả tâm trí và cơ thể của chúng ta, right? Okay. Now, the next part in writing, chúng ta sẽ đi vào phần viết. I read about writing problem and solution passage. Read about writing problem and solution passages. Then read Alice's passage again and answer the question. How many solutions did Alice describe in his passage? Hãy đọc về gì? Các đoạn văn, viết về các vấn đề và về các giải pháp. Sau đó chúng ta sẽ đọc lại bài viết của Alice lại một lần nữa và trả lời các câu hỏi. Có bao nhiêu nguyên nhân và bao nhiêu giải pháp mà bạn Alice đã mô tả trong cái đoạn viết của cậu ấy, right? Now, let's see. Writing problem and solution passages. Để viết những cái đoạn văn đưa ra những cái vấn đề và cách giải quyết thì chúng ta viết như thế nào? To write a problem and solution passage. You should, để viết một đoạn văn đưa ra các vấn đề và đưa ra giải pháp thì chúng ta sẽ nên viết như thế nào? Number one, introduce the problem. Đầu tiên là chúng ta giới thiệu vấn đề. These days, many teenagers are unhealthy. Vấn đề ở đây là gì? Gần ngày nay, nhiều lứa tuổi thanh thiếu niên không lành mạnh. Number two, explain the problem in detail. You can talk about its causes and or effects. Bước thứ hai là chúng ta phải giải thích vấn đề một cách chi tiết. Bạn có thể nói về nguyên nhân và hậu quả của nó. There aren't many places in our city to do exercise or play sport. This means that many young people don't exercise. They don't become fit and strong. Vấn đề ở đây là gì nhỉ? Không có nhiều nơi trong thành phố để tập thể dục hay là chơi thể thao. Điều này có nghĩa rằng là nhiều bạn trẻ sẽ không tập thể dục. Vì thế là họ không khỏe mạnh, không có sức khỏe. Ok. Number three, give solution and explain why they work. Bước thứ ba là hãy nêu giải pháp và giải thích tại sao mà họ phải tập thể dục. Right? I have an idea about how to show this problem. Our city needs more sports centers for teenagers. This will help teenagers to exercise more often. Tôi có ý kiến về việc là làm thế nào để giải quyết được cái vấn đề này. Đó là gì? Thành phố của chúng ta cần có nhiều trung tâm thể dục thể thao. Cần có nhiều trung tâm thể thao cho các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên. Rồi điều này sẽ giúp cho các bạn tập thể dục nhiều hơn. Điều này sẽ giúp cho các bạn trẻ tập thể dục nhiều hơn, right? And number four, summarize your main points and say how your solution will solve the problem. Tóm tắt những cái điểm chính và hãy nói giải pháp của bạn để giải quyết những cái vấn đề này như thế nào. Hãy tóm tắt lại những điểm chính và hãy nói giải pháp của bạn để giải quyết vấn đề này như thế nào, right? I believe that if there are more places for teenagers to exercise, they will be much more fit and healthy. Tôi tin rằng là nếu có nhiều địa điểm cho
các bạn thanh thiếu niên tập thể dục thì họ sẽ khỏe mạnh hơn. Ok, thì họ sẽ trở nên có sức khỏe và khỏe mạnh hơn, right? So now read Alex's passage again and answer the question. How many causes and solutions did Alex describe in his passage? Hãy đọc lại bài viết của Alex và trả lời câu hỏi. Đó là gì? Nguyên nhân, có bao nhiêu nguyên nhân, có bao nhiêu giải pháp mà bạn Alex đã mô tả trong đoạn văn của câu ấy? How many causes and how many solutions? Now let's see. Here, right? Nguyên nhân là gì? They have a lot of things to study. Có nhiều thứ để học. They often had tests. Họ có nhiều bài kiểm tra. They attend extra classes after school. Rồi họ còn học thêm sau giờ học ở trường nữa. They had lots of homework to do. Rồi có nhiều bài tập phải làm ở nhà. They had to help their parents with chores. Rồi còn phải giúp ba mẹ làm công việc nhà nữa. Đây là vấn đề. Và giải pháp là gì nhỉ? Schools should have yoga classes. Trường học nên có tiết học yoga. Parents should give their children some time to relax after school. Rồi gì nữa? Ba mẹ nên cho con của họ có thời gian thư giãn sau giờ học ở trường. Ok, như vậy đây là nguyên nhân và đây là giải pháp. Right? B. Read the sentences and write P for problem and S for solution. Hãy đọc những câu sau và hãy viết P, chữ cái P, đối với những câu nêu vấn đề xảy ra. S là nêu giải pháp. Right? A lot of young people in my town lose their smartphone. Nhiều bạn trẻ ở thị trấn tôi là mất điện thoại. Đây là vấn đề, đúng không? Vấn đề là nhiều bạn trẻ là mất điện thoại. Another school bus will help to solve this problem. Một cái chiếc xe buýt khác của trường sẽ giúp giải quyết vấn đề này. Như vậy đây là giải pháp. Solution. Giải pháp là một chuyến xe buýt khác. Chiếc xe buýt khác của trường sẽ giúp giải quyết vấn đề này. I have an idea about how to solve this problem. Teenagers should get job during the summer holidays. Tôi có ý tưởng là việc làm thế nào để giải quyết vấn đề này. Các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên thì nên tìm việc làm vào trong suốt cái kỳ nghỉ hè. Right? Ý tưởng rằng là làm thế nào để giải quyết vấn đề này đó là gì? Các bạn thanh thiếu niên nên tìm việc làm trong cái kỳ nghỉ hè. Như vậy đây là solution, giải pháp. One way to solve this problem is keeping the phone in a pocket or bag when we go outside. Một cách để mà giải quyết vấn đề này đó là giữ điện thoại trong túi hoặc là trong túi sách khi đi ra ngoài. So it's a solution, đây là giải pháp nhé. Giải pháp là giữ điện thoại trong túi quần hay là trong túi sách khi đi ra ngoài. Many teenagers feel bored during the summer holiday. Nhiều bạn thanh thiếu niên cảm thấy nhàm chán trong suốt cái kỳ nghỉ hè. Đây là gì? Problem, đúng không? Vấn đề là cảm thấy nhàm chán trong cái kỳ nghỉ hè. Students at my school are often late. Học sinh ở trường tôi thường đi trễ. Đây là gì? Vấn đề. Right? Ok, now let's check. Excellent. Ok, now the next part is speaking. The biggest problems for teenager. Những vấn đề lớn nhất mà các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang gặp phải. A. Work in pair. Record and list 3 to 4 problems teenager have. Hãy thảo luận và liệt kê 3 đến 4 vấn đề mà các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang gặp phải. Many teenagers spend too much time on their phone. I think that's a problem. Nhiều bạn thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian vào việc sử dụng điện thoại di động và tôi nghĩ đây là vấn đề, là một vấn đề.
Yes, and a lot of them don't eat healthy food or do exercise. Đúng thế, và nhiều bạn không ăn uống lành mạnh hoặc là không tập thể dục nè. Right? Or don't do enough exercise, fat and unhealthy. Không tập thể dục đủ, đúng không? Không tập thể dục đủ dẫn đến là gì? Bị béo phì hay là không sức khỏe không được tốt, right? Spend too much time on studying. Last, social skill. Thứ hai là gì? Dành nhiều thời gian vào việc học dẫn đến là thiếu những kỹ năng xã hội. Eat fast food, be overweight. Ăn đồ ăn nhanh dẫn đến bị tăng cân. Right? Use smartphones too much, become unhealthy. Sử dụng điện thoại thông minh quá nhiều dẫn đến là không lành mạnh. Right? Now B, choose the biggest problem you discussed. Work in pair. Discuss the points on the table below and write in your own idea. Hãy chọn một vấn đề mà em nghĩ đó là lớn nhất. Sau đó hãy cùng nhau thảo luận những cái điểm ở bảng bên dưới và viết ý của em vào những cái đề và hãy viết ý của em vào những cái điểm bên dưới. Problem. Vấn đề ở đây là gì nhỉ? Teenager spend too much time on their phone. Các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên dành quá nhiều thời gian vào việc sử dụng điện thoại. Detail, chi tiết. Ways back is effects. Tại sao nó lại xấu? Tại sao nó có hậu quả như thế nào đấy? They play games online and don't go out to make friends. Nó xấu là vì họ chơi game trực tuyến và không đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. It's a fact. Hậu quả là gì? They don't do enough exercise and they become unhealthy. Họ không tập thể dục đủ và họ trở nên không có sức khỏe. Solution. Giải pháp ở đây là gì nhỉ? They should spend more time on playing sport with their friends. Họ nên dành nhiều thời gian để chơi thể thao cùng với bạn bè. Why is work? Tại sao giải pháp này lại có hiệu quả? They can communicate with their friends more and become healthier. Okay, etc. Bởi vì họ có thể giao tiếp với bạn bè nhiều hơn và việc tập thể thao sẽ giúp họ khỏe mạnh hơn, right? Conclusion, kết luận là gì? They play sport with friends to have a healthy style. Họ chơi thể thao cùng với những người bạn sẽ có lối sống lành mạnh. Ok. Việc chơi thể thao với các bạn sẽ có lối sống lành mạnh hơn là việc mình sử dụng điện thoại nhiều. Alright. Good. And the next part, let's write. Chúng ta sẽ đi vào phần cuối cùng, phần viết. Now write a problem and solution passage about the problem you discussed in speaking. Use the writing skill part and your speaking notes to help you. Write 80 to 100 words. Hãy viết một đoạn văn, nêu vấn đề và giải pháp về những cái vấn đề mà em đã thảo luận ở trong phần speaking. Hãy sử dụng kỹ năng trong phần writing skill và phần ghi chú ở trong phần speaking để các bạn hoàn thành phần này, viết 80 đến 100 từ. Right? Chúng ta sẽ viết một đoạn văn khoảng 80 đến 100 từ viết về vấn đề và giải pháp mà em đã thảo luận ở trong phần speaking. Chúng ta hãy lưu ý sử dụng phần hướng dẫn viết, writing skill block và phần thông tin trong phần thảo luận để viết phần này. Ok? Now for example. Ở đây cô có bài mẫu ha. These days, many teens in my town spend too much time using smartphones. They play games online and they don't go outside to meet their friends. This means that they don't do enough exercise, so they become unhealthy. Often, they use their smartphones at night, so they are tired in school. I have an idea about how to solve this problem. They should spend more time playing sport with their friends. I believe that if teens play sport with their friends more, they use their phones less, become healthier and sleep better at night. Ngày nay thì nhiều bạn
Ở lứa tuổi thanh thiếu niên, ở thời trắng của tôi thường dành nhiều thời gian vào việc sử dụng điện thoại. Họ chơi game trực tuyến và họ không đi ra ngoài để gặp gỡ bạn bè. Điều này có nghĩa là họ không có tập thể dục đủ, vì thế họ trở nên không có sức khỏe, và họ thường sử dụng điện thoại nhiều vào ban đêm, vì thế ở trường sẽ cảm thấy mệt, right? Vì thế họ sẽ cảm thấy mệt ở trường học, ở lúc học ở trường. Và tôi có ý tưởng về việc làm thế nào để giải quyết cái vấn đề này. Đó là gì? Họ nên dành nhiều thời gian chơi thể thao cùng với những người bạn của họ. Và tôi tin rằng là nếu các bạn ở lứa tuổi thanh thiếu niên chơi thể thao cùng với những người bạn của họ nhiều hơn, thì họ sẽ sử dụng điện thoại ít lại và sẽ có sức khỏe hơn và sẽ ngủ tốt hơn vào ban đêm. Alright, okay, understand. Alright, we stop here. We finished. We just finished lesson 3, unit 17. Như vậy là chúng ta đã vừa hoàn thành xong bài 3, unit 7, chủ đề thanh thiếu niên của sách tiếng Anh lớp 8, I Learn Small Word. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye and see ya.